Đưa lao động từ 74 huyện nghèo ra nước ngoài làm việc để tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững là một định hướng đúng đắn đã được triển khai trong nhiều năm qua. Đi là thoát nghèo, là đổi đời. Điều này đã được chứng minh với hầu hết những lao động trở về. Bằng sức lực, bằng sự cố gắng, sự chăm chỉ và tiết kiệm, nhiều lao động đã thực sự thoát nghèo bền vững. Thanh là một trong những người đầu tiên ở xã nghèo La Pan Tần dũng cảm đi Hàn Quốc. Nhanh nhẹn thạo tiếng trước lúc trở về, anh đã từng quản lý một trại lợn 7.000 con và thu nhập tới gần 70 triệu đồng một tháng. Nếu giờ này còn trông vào 4 sào lúa và 1 hectare thông được chia lúc lấy vợ, thì Thanh vẫn là hộ nghèo. Đó là hoàn cảnh chung của hầu hết thanh niên ở xã La Pan Tần, xã có gần 90% là hộ nghèo và cận nghèo, huyện biên giới Mường Khương. Vốn liếng tích lũy từ chuyến đi Hàn được Thanh đầu tư trồng 6 hectare quế ở quê nhà. Chỉ 3 năm nữa, vườn quế 7 năm tuổi sẽ tăng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Bây giờ cái cuộc sống thì khá giả hơn, nghèo đói không còn như ngày xưa nữa. Qua bên đấy thì học được rất nhiều cái ứng dụng khoa học kỹ thuật của người ta để mình áp dụng vào cái công việc của mình. Ví dụ như mình chăn nuôi hoặc là mình trồng trọt thì học được rất nhiều ở bên đấy. Đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc thì so với kinh tế mình làm ở gia đình thì cũng khá hơn nhiều. Và tôi cũng rất là phấn khởi. Và hiện nay thì tôi thấy là các cháu đi làm ăn được và cơ chế nó rất là thoáng. Hơn 30 tuổi, anh Phạm Đô Lương mới quyết định đi làm việc ở nước ngoài. Gần 5 năm trở về, lương thỏa ước mơ, xây nhà, lấy vợ. Dư vốn còn lại anh dự định mua xe tải chạy hàng quanh tỉnh. Trước mắt thì em tu sửa lại cái nhà cho nó kiên cố để ổn định cuộc sống. Với em tính là muốn đầu tư về mua xe để chạy vận tải để ổn định cuộc sống cho nó tốt hơn trước đây. Từng khó xin việc khi vừa học xong cao đẳng, anh Hải đăng ký làm việc ở nước ngoài theo chương trình 30A. Xuất cảnh 3 năm, từ một tu nghiệp sinh, anh nỗ lực thi đỗ chứng chỉ kỹ sư tại Nhật Bản với thu nhập cao gấp 2 lần. Trở về, anh được mời vào làm việc cho một doanh nghiệp tư vấn du học và đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Nếu mà em không đi Nhật thì em sẽ không có kết quả như bây giờ. Và thu nhập hiện tại của em bây giờ là bình quân là thu nhập như ở quê là 15-20 triệu là cũng là thu nhập tương đối ổn định rồi. Từ các huyện nghèo, lao động ra đi trong sự nghi ngờ của bản làng. Nhưng sự thực đã chứng minh hiệu quả khi họ trở về. Đi là thoát nghèo, dẫu có vất vả mệt mỏi nhưng thu nhập và kinh nghiệm sẽ giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống nơi quê nhà. Ra nước ngoài thì lương lậu như nào? Câu hỏi của rất nhiều gia đình có ý định là cho con em mình ra nước ngoài làm việc. Chỉ đơn giản là một phép so sánh như thế này thôi. Tiền công một giờ lao động làm xây dựng tại Hàn Quốc là 200.000 đồng tương đương với một ngày công tại Lào Cai. Nhưng mà 6 năm qua mới chỉ có 7.000 lao động nghèo được hỗ trợ xuất cảnh và mang về khoảng 2.000 tỷ đồng cho các huyện khó khăn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là phần lớn lao động thiếu thông tin, ngại đi xa và tại nhiều xã khó khăn chưa được một lao động xuất cảnh. Dù đây là một chương trình hỗ trợ toàn bộ tiền từ đào tạo định hướng, ăn ở cho đến khi lao động xuất cảnh. Để hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thì theo đó thì người lao động ở trên địa bàn các cái huyện nghèo sẽ được đào tạo ngoại ngữ, đào tạo các cái kỹ năng làm việc cơ bản để có thể là chuyển đổi nghề nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giúp họ là có cái việc làm mới. Nếu mà làm việc nước ngoài theo hợp đồng thì chúng ta sẽ có một số cái lợi thế hơn. Ví dụ như chúng ta sẽ được học tập các cái kinh nghiệm, tri thức và cái cơ bản là cái thu nhập bình quân nếu mà quy ra tiền Việt thì sẽ cao hơn. Do đó là có thể là sẽ giúp thoát nghèo tốt hơn. Khảo sát thì thấy cũng có một số địa phương hay là một số cán bộ khi mà triển khai thực hiện chính sách thì hiểu chưa đúng lắm. Trong thời gian tới thì chúng ta cũng phải tiếp tục là hoàn thiện các cái chính sách, các cái quy định, rồi kể cả thủ tục, đặc biệt là làm sao để các thủ tục nó đơn giản và thuận lợi cho cái người dân, để tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận vay vốn. Đưa người nghèo đi làm việc tại nước ngoài là một phương thức không chỉ để giảm nghèo mà còn giúp cho người lao động có thêm kiến thức, kỹ năng để thay đổi tập quán canh tác cũ. Nhiều gia đình thoát nghèo bền vững và cơ cấu kinh tế của địa phương cũng thay đổi tích cực với sự xuất hiện của nhiều ngành nghề dịch vụ thay vì là chỉ làm nông nghiệp đơn thuần.
5 năm trở về từ Hàn Quốc, gió lập nghiệp. Anh mua hẳn một vạt núi rồi cải tạo để trồng dâu và xà lách, cà chua theo vụ. Kỹ năng mà giáo học được ứng dụng triệt để trên sườn núi cao được cải tạo bậc thang. Không trồng dâu trong nhà kính mà trồng khe núi, tận dụng nắng, gió và độ ẩm để trồng ra quả dâu đẹp và chất lượng hơn. Ngay cả chủ trang trại người Hàn Quốc, nơi gió từng làm việc, khi thăm trang trại của gió ở Bắc Hà cũng bất ngờ với cách thức gieo trồng kết hợp cả công nghệ và truyền thống. Đi Hàn thì có đi thì mới học được, hỏi được cái kinh nghiệm họ làm nông nghiệp nó như thế nào, trồng trọt và chăn nuôi ra sao. Đấy, thì nó rất là tốt, đưa vào áp dụng thì là mọi việc tiến triển tốt, không bỏ công mình đi. Với nhiều lao động từ các huyện khó khăn, vượt qua những ngần ngại ban đầu khi xa nhà, khi lựa chọn theo chương trình này, không chỉ vì được hỗ trợ miễn phí đào tạo, mà quan trọng hơn là cơ hội được rèn luyện trong môi trường lao động kỷ luật cao, học được nhiều kỹ năng để họ có thể khởi nghiệp khi trở về. Đã được xuất cảnh ra lao động làm việc ở nước ngoài thì người dân sẽ được thứ nhất là hiểu biết về ngoại ngữ, thứ hai là hiểu biết về luật pháp của nước ngoài, thứ ba nữa là được xây dựng cái tác phong công nghiệp cho mình, và thứ tư nữa là có cái kỹ năng nghề, chính là cái kỹ năng nghề khi quay trở về Việt Nam phải đã nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực cho chính bản thân mình, đồng thời lan tỏa sang cộng đồng. Sau khi người lao động đi làm việc nước ngoài về mới có một cái thu nhập và có vốn kiến thức để sau này về xây dựng quê hương đất nước, cũng như là dùng cái đồng vốn đó để đầu tư vào sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi thêm cho thu hút thêm nhiều người lao động. Thì đấy là nhờ về chính sách so với những cái vùng mà đối với những cái lao động ở huyện nghèo như này thì chúng ta cũng cần phải có những cái quan tâm. Anh Đông cũng không nghĩ có một ngày từ một người nông dân anh trở thành một chủ cửa hàng điện máy. 5 năm xuất cảnh, trở về sau vài tháng quan sát, anh mở luôn một cửa hàng bán đồ điện máy với phương thức bán đồ rẻ hơn thị trấn, và quan trọng là anh sửa chữa bảo hành sản phẩm cho người dân các xã xung quanh mua hàng. Mình mua được đất, làm được nhà, và rồi sau đó thì mấy vợ chồng cũng là tính toán là mở rộng thêm cái ngành nghề là buôn bán, phát triển kinh tế nó được bền vững hơn. Nghèo khi ra đi và giàu kỹ năng khi trở về, sự dũng cảm rời làng quê của các lao động đã đem lại cho chính họ nhiều hơn thế. Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng chính sách dành ra các đơn đặt hàng để ưu tiên cho những huyện nghèo. Lao động nào mà dưới 35 tuổi tại đây được hỗ trợ vay vốn, được đào tạo để đi làm việc tại nước ngoài với phương châm là đi làm thợ, về khởi nghiệp.